Đỗ xin giới thiệu với các bạn những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Vĩnh Tường đã có mặt ở thành cổ Sơn Tây. Tác phẩm đầu tiên đó là cây xanh. Của Phan Văn Đức, Tứ Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chơi trò chơi nhé. Máy gốc cổ từ trước tới sau để ảnh hưởng được. Mẫu đơn của Phong Lê, câu lạc bộ sinh vật cảnh Phủ Quảng Ba Vì. Thank you.
Và đến đây tôi thấy có một tác phẩm họa giấy dáng huyền rất đẹp, cũng của cây cảnh nghệ thuật Vĩnh Tường, chủ nhân là Nguyễn Thành Lam. Mà tác phẩm hoa giấy này đứng chót vót cuối cùng tít đằng này. Kia là ban giám khảo họ đang đi chấm để tìm ra những cái tác phẩm mà tiêu biểu. Và cũng từ tác phẩm hoa giấy, Đỗ Sinh xin dừng hình video này tại đây để chúng ta chuyển sang những video tiếp theo.